Hello anh em, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay là nói về tại sao Vinagame ra mấy sự kiện gần đây và sự kiện sinh nhật hay là mấy sự kiện nạp tích lũy là bị hạn chế và cắt bớt cái phần thưởng cho người chơi. Thì cũng y như là ngoài xã hội mình sống bình thường vậy. Thì vấn đề này đa số mấy anh em mà hiện giờ tại vì rất là khó chịu và lên tiếng gọi là chửi bới rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải thông cảm tại vì các bạn Vinagame làm cái gì một phần á để như ngoài ấy, để chống lạm phát. Tại vì một để chống lạm phát cái là đỡ cho cái trường hợp mà nới giãn cái khoảng cách mà người chơi cày chay với lại người chơi nạp bình thường và người chơi nạp nhiều. Tại vì nếu mà bây giờ cho nạp á chỉ với khoảng cỡ là 520.000, nó đơn giản hơn 520.000 là bạn có được hình như là 10 vé đen, 20 vé phi tiêu như đợt này đi. Mà bây giờ game nó cắt hình như là nó cắt bớt 10 vé đen, 10 vé đen là nạp cái gói 120 lần đó, là mỗi lần 5 vé đó thì nó cắt đi 10 vé đen, thì nó chỉ cho vé phi tiêu thôi để giảm bớt đó, tại vì hiện giờ Vinagame đang biết các bạn đang rất là đói tướng SSR và đang rất là đói tướng sau này SSR cộng, cho nên họ sẽ hạn chế lại là ở meta game, một là kích nạp đối với những người nạp bình thường lên nạp nhiều và đối với những người nạp top lên nạp nhiều hơn nữa. Và nông dân thì thôi bình thường mình không nói, có tích lũy từ từ. Tại sao? Tại vì hiện giờ á đây nè là bộ ba hút máu nè, đây nè đúng luôn bộ ba hút máu luôn, là ra con mũi là hút hết gần mảnh vạn năng, hút hết vé đen, hút hết tài nguyên, xong rồi ra cái con hút máu thứ hai là con này vừa hút vừa hồi luôn đó, rồi cái con siêu hút máu là con này. Hiện giờ mình nói nha, những người nào mà đang sở hữu con Tatsumaki mà như mình ở tầm 4 sao tím mà 5 sao vàng, mà nếu không sử dụng mảnh vạn năng là cứ trên 7 củ một con à, là cái ác thấy là thấy ít nhất nạp trên 7 củ rồi, là nếu mà không nạp tích lũy nạp từ từ nha là còn nhiều hơn nữa. Mình còn xài mảnh vạn năng đó, mình như còn xài 40 mấy mảnh vạn năng đó là tầm 5 triệu, 5 triệu tính cả tiền mua bát nha, mua bát và mua cấp đấy. Thì mấy ông nào mà không 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 nạp tích từ đầu thì còn hơn nữa, và chưa kể con Tatsumaki 5 sao còn tốn nữa. Đấy là cả một quá trình luôn mà tại vì nếu mà giờ game mà cứ ra kích nạp kiểu như vậy, cứ đầu tháng kích nạp gì mấy anh em chịu nổi, thật sự ra vậy là mấy anh em thở không nổi luôn á. Tại vì hiện giờ quà hay là mà trong mấy sự kiện á, cái nội mà cái sự kiện đi không mà đợt này á, là ra hai cái sự kiện liên tiếp để xả hết năng lượng ra, là cái sự kiện thể dục thể thao với lại cái sự kiện đợt là X2 Thiên Phú. Cái nội mà cái sự kiện X2 Thiên Phú thôi là mấy ông nào nạp không á là cũng đã chết, chứ đã đè mấy ông không nạp chết rồi. Còn mấy ông comment á, ví dụ như mấy ông nâng Thiên Phú ấy, có người từ top 100 mà nâng X2 Thiên Phú á, từ top 100 lên top 3 server. Giờ mấy ông mở 3 ô Thiên Phú thì ông nội ai mà quýnh cho nổi mấy ông. Đúng không? Bây giờ mấy ông cầm Tatsumaki mà server cũng có 400 rồi đúng không? Như là nó sẽ là 400, 404 cái gì đó. Mà mấy ông cầm con Tatsumaki cũng có 4 sao thôi mà mấy ông mở full Thiên Phú tím. 6 cái ấn, 6 cái lỗ ấn thì ông nội ai mà chơi nổi. Đó là lý do tại sao mà Vinagame hạn chế cái mà việc nạp tích lũy lại cắt mấy cái phần thưởng đi, thì đó cũng là cái tốt, nhưng mà một phần đổi lại cái tiêu cực hiện giờ là đang người chơi đang đói sự kiện quá, người chơi đang đói sự kiện và đói tài nguyên rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì hiện giờ đa số những người nạp hiện giờ là bị hút máu giữa con mũi, con Tatsumaki và con Sonic á, bị hút máu rất là nhiều, họ rất thiếu tài nguyên cho mấy con sau, mà bây giờ mà đi mua với đen á, thì rất là khó. Tại vì những con mới ra gần đây á toàn những con quan trọng không à. Ngày 15 là sẽ combat con Tatsumaki. Đợt trước là combat con mũi rồi. Ngày 15 sẽ là combat con Tatsumaki. Đầu tháng sẽ là ra Gwin. Gwin hoặc là mực cũng phải nạp một trong hai, lộn, Gwin hoặc là con Maximin V2. Nếu mà trường hợp mà hên thì con Gwin á nó quay với đen, không phải là hên nữa. Rồi nếu trường hợp mà một trong hai trường hợp mà con Maximin á thì nó vô với đen á thì người ta đỡ tốn với đen, mà nông dân á thì lại nông dân cũng vui, mà người người nạp cũng vui, tại vì cứ cày với Maximin bình thường thôi. Nhưng mà trường hợp là con Gwin mà nó quay với đen á thì nông dân lại khổ. Đấy, nông dân lại khổ tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu mà không lấy Gwin đi PvP hay đi PvE ở ngoài là ăn hành chắc luôn. Mà nếu mà quay á, thì bảo đảm coi sau không lấy được con bơm, đối với những người chưa lấy con bơm.
đúng không? Tại vì bây giờ là mấy ông nó không có vé, mấy ông quay cao bơm là mấy ông chẳng sang, mấy ông ăn hành 2 tháng rồi để đợi cao bơm. Thì bây giờ tới lúc mà quay view win rồi, tới lúc cầm bắt con bơm lại mà không có con bơm nữa là ăn hành tới 4 tháng đâu, ăn hành tới 6 tháng mới tới lúc con mực nữa, là cả một quá trình ăn hành dài dài dài. Nói chung là cái giai đoạn mà sau còn có ba con à, con Vaximen, con Hillfire, con Gwin đó, còn có ba con với mấy, nếu mà nó đẩy tiến độ lên nữa thì nó đẩy thêm con Fubuki XR lên nữa thì là thành 4 con thôi, mà chắc cũng nó không đâu, tại vì con nó ra XR cộng mới ra con Fubuki lận. Thì không biết Beta Game nó ra những chính sách mà để hỗ trợ những người chơi mà nông dân hay không, hoặc những người nạp chơi bình thường hay không, chứ mình thấy là ra rõ luôn những cái gói nạp á, những cái gói nạp hiện giờ á, là kích nạp cho những người top. Bây giờ top người ta cần gì, cần trang bị cam của cao bồi hay là tia chớp hay thứ gì đó, cứ nạp vô 4 triệu là có một món đồ cho chọn luôn, 2 dòng tấn công, phần trăm tấn công đó, đơn giản. Ở mấy ông có tiền, cũng mấy ông nào nào trung bình, nạp 500 lấy 20 vé đen, 20 vé đen với lại 5 mảnh bản năng đó. Sự kiện ra như vậy mà còn lỗi tùm lum nữa, nhưng mà mình thấy á, cái cách khắc phục vấn đề của Vina Game á, rất là tốt nha. Hồi chiều mình có nhận được mail nè, có nhận được mail của bên chăm sóc khách hàng của Vina Game gửi, và ngồi ra thì có anh Hòn là anh Dasa, có kênh YouTube á, là Dasa luôn đó, thì ảnh cũng có hỗ trợ mấy anh em nào trong Zalo hoặc mấy anh em nào ở trên nhóm Facebook nha, nhóm Facebook bán hàng nha của ảnh nha. Ảnh sẽ hỗ trợ mấy anh em nào mà bị lỗi nạp nạp thẻ vào sáng sớm nha, mà nói là sáng sớm hôm nay đó, thì anh sẽ hỗ trợ chỉnh, hỗ trợ là lấy mấy cái ID á, rồi cho bên đội ngũ của Vina Game hỗ trợ cấp lại mấy phần quà của anh yêu nạp nào nạp X2 á 2 lần thì người ta thu hồi lại thôi. Đó là mình thấy cái vấn đề mà một trong những lý do tại sao Vina Game để cắt giảm những vấn đề đó, để nới lỏng, để nới dạng như nới nới giữa cái người chơi mà nạp bình thường với lại những người chơi nạp trung bình á, còn còn theo kịp với nhau. Chứ bây giờ mình đáng lẽ là mình thấy như thế này ra gì thì đúng hơn là ra 20 vé đen, 20 vé đen và 5 vé phi tiêu thôi, hoặc là bỏ mẹ vé phi tiêu luôn. Trời ơi, chứ bây giờ vô mà cho vé phi tiêu cho một lần 20 cái, với ông vé phi tiêu rất là khó kiếm nha. Vé đen còn mua được chứ vé phi tiêu, tôi thiệt với ông luôn, vé phi tiêu cũng khó kiếm hơn cả vé đen, mà giờ cho 20 cái là bây giờ sau này con nào cũng có siêu tuyệt kỹ á, chợ ra đồng đế là thằng nào cũng thả cái đầu con chó xuống đó, bảo đảm luôn. Ông nào cũng chờ đồng đế ra để thả đầu con chó, cho Gwin nó đá nhồi đầu luôn. Bây giờ vô đến nỗi mà bơm bây giờ mấy ổng còn lấy siêu tuyệt kỹ, mấy ông hiểu rồi, bơm siêu tuyệt kỹ rồi tới phiên là Gwin cũng lấy siêu tuyệt kỹ luôn. Hầu như những con ba con sau này nè, con muỗi nè, con Tatsumaki, con chó là hầu như mấy con ra sau này toàn bộ con nào cũng lấy siêu tuyệt kỹ hết, hầu như con nào cũng có luôn, kể cả Giro. Mấy ông cho vé phi tiêu nhiều quá, mà thật sự cái giá trị của vé phi tiêu đó, nó đắt hơn vé đen nhiều, mà tại sao thì thôi cho vé đen đi, đã cho thì cho vé đen đi, cho vé phi tiêu trong đó 20 vé đen là biết tiết kiệm được biết bao nhiêu kim cương đấy. Thì thôi, nó tùy theo nhà phát hành, nhưng mà mình thấy đội ngũ cũng hỗ trợ chịu khó khắc phục lỗi sự cố nhanh, hỗ trợ người chơi tốt thì mấy anh em cũng thông cảm đi, để cân bằng lại cho game một tí thôi. Ngồi ra thì ngày 15 thì combat con Tatsumaki thì chắc cũng nhiều anh em cũng hay rất lắm, nhưng mà thôi mình khuyên anh em là nên nên từ bỏ đi, nên từ bỏ đi, để tích là anh em nào chưa lấy cao bơm thì nên lấy cao bơm. Chứ thật sự á, hiện giờ á mà bạn không có con Tatsumaki mà bạn không có cao bơm nữa thì đúng là tháng này bạn không được chơi game rồi, nhưng mà bây giờ bạn lấy Tatsumaki bây giờ bạn chơi được có mấy tháng nữa bạn chơi tới lúc còn đồng đế nữa cũng ăn hành, nên thôi bây giờ để lấy cao bơm đi, lấy cao bơm để đi PvE, đi PvE PvP cho ngon, cứ đánh quyết đấu cân bằng lên danh 1k9, ráng bò lên được 1k9, bò lên được 1k9 cầm con bơm đi với con Sonic đó, ráng bò lên được 1k9 thôi là bạn sẽ làm được tất cả, cắm Tatsumaki là xong rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip, và cũng nguôi nguôi giận đi, nguôi nguôi giận cái vụ mà lỗi lỗi game đây bị 3 tháng liên tiếp rồi, coi như chuyện nó bình thường đi. Tháng này thấy Vina Game cái đội ngũ hỗ trợ cũng nhanh nhạy, người ta cũng có nhiệt tình hết rồi, và nhiều người anh em trong 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 giới top server cũng có hỗ trợ mấy anh em nông dân và mấy anh em không nạp về cái vụ nạp cạc hay thứ gì đó, người ta cũng hỗ trợ rất là nhanh, nên anh em cũng đừng có trách móc hay hay comment chửi gì trên fanpage nữa, đừng có vote vote 1 sao, đừng có chửi gì trên fanpage nữa, nó không có hay. Người ta đã cố gắng hết sức, người ta khắc phục rồi. Rồi chúc anh em một ngày nay thứ mấy ta, nay thứ năm, mà ngày thứ năm chưa cuối tuần, chuẩn bị tuần này cũng là trung thu luôn, cũng là lễ Tết trung thu, thì chúc anh em
có một cái đêm trung thu cùng gia đình và bạn bè, lại người yêu vui vẻ. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip.